Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Đây là những đứa con của Thanos cùng với Thanos vĩ đại của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ đóng vai những nhân vật phản diện, tức là những nhân vật ác, tấn công những siêu anh hùng trong thế giới GTA 5 sẽ như thế nào nhé. Câu chuyện mình sẽ làm ngày hôm nay sẽ không giống như bộ phim đâu các bạn. Hôm nay Thanos của chúng ta sẽ cho phép 4 đứa con của mình đi khám phá thế giới, và vô tình 4 đứa con của họ đã tới trái đất đối đầu với lại những siêu anh hùng. Tuy nhiên 4 đứa con này một cách thật xui xẻo, họ đã bị những siêu anh hùng đánh bại. Từ đó Thanos đã ôm nỗi hận đi báo thù cho 4 đứa con của mình và chiến đấu với lại 4 đại siêu anh hùng của trái đất. Liệu ai sẽ là người mạnh nhất và những kỹ năng, những chiêu thức cùng với 4 siêu anh hùng kia là ai? Chúng ta cùng theo dõi sau đây nào. Ở một thế giới, ở một hành tinh xa xôi, cách trái đất mấy ngàn năm ánh sáng, có một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là Thanos. Ông ấy không phải là một nhân vật hiền từ cũng như tốt tính gì cả. Ông ấy là một chiến binh bất khả xâm phạm. Ông ấy có thể hạ bất cứ đối thủ của mình, dù kẻ đó là ác hay hiền. Ở thế giới này không tồn tại một loài sinh vật, một loài động vật cũng như một loài thực vật nào, bởi vì sát khí của người này quá lớn. Do đó thế giới này chỉ có một sự sống, đó chính là Thanos. Sống trong sự cô đơn quá lâu, Thanos cảm thấy rất là buồn chán. Mặc dù đã sở hữu sức mạnh từ đôi bao tay vô cực, nhưng mà Thanos lại cảm thấy chán chường. Và một hôm, Thanos đã quyết định tạo ra những người con để có thể sống cùng vui với mình. Sẽ có rất là nhiều bạn cho rằng mình làm sai, không đúng với cốt truyện của phim ở ngoài đời. Tuy nhiên, mình đã nói rất là nhiều lần, chuyện phim trên kênh Game Hay Thế Giới là hoàn toàn dựa trên ý tưởng của các bạn fan cũng như của mình để có thể xây dựng, tạo ra những tập phim hoàn toàn mới, hoàn toàn lạ để giúp các bạn có một ngày giải trí không hề nhàm chán, không hề lặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu chuyện nào. Thanos đã bắt đầu sử dụng ma thuật của mình từ bao tay vô cực để có thể tạo thành những đứa con của mình. Sau cái phép thuật kỳ lạ kia của Thanos thì 4 cái trứng đã xuất hiện. Thiệt là đẹp, Thanos đã đi và kiểm tra sự sống của 4 cái trứng. 4 cái trứng này là 4 con quái vật, nhưng mà nó là sở hữu sức mạnh từng loại của Thanos. Thanos đã rất là vui vì chuẩn bị có 4 sự sống mới sẽ sống chung thế giới với mình. Ngày qua ngày, giờ qua giờ, phút qua phút, cuối cùng 4 cái trứng nó cũng nứt vỏ và thoát ra ngoài. 4 con quái vật gì đây? Vừa nở ra thì 4 con quái vật này đã mang cơ thể như các chiến binh thật thụ, vô cùng to lớn, vô cùng khỏe mạnh. Gương mặt của 4 bọn chúng rất là giống Thanos. 3 đứa con trai, 1 đứa con gái. Dáng vẻ của chúng đại diện cho 4 loại sức mạnh mà Thanos có. Tuy nhiên thì mặt của bọn chúng không hề hiền lành tí nào. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, Thanos đã sống rất là vui với 4 đứa con của mình tại hành tinh này. Và ông ấy đã dạy cho 4 đứa con của mình những kỹ năng chuyên sâu cho từng đứa. Thậm chí ông ấy giúp cho 4 đứa con của mình có khả năng chiến đấu. Và thậm chí hơn nữa, ông ấy đã đưa 4 đứa con của mình ra ngoài thực tiễn, đánh chiếm các hành tinh lân cận.
ông ấy đã lập lên một cái đội gọi là đội siêu hủy diệt. Qua nhiều chiến công thì bốn đứa con của Thanos rất là trưởng thành. Thanos cảm thấy rất là tin tưởng vào bốn đứa con của mình. Một hôm, bốn đứa con của Thanos đã quyết định xin Thanos đi đến những hành tinh để có thể tấn công và chiếm lấy chúng mà không cần sự chỉ đạo của Thanos vĩ đại. Thanos sau nhiều lần cảm thấy năng lực của bọn chúng nên đã tin tưởng và gật đầu. Thế là bọn chúng đã bắt đầu chào cha của mình, chuẩn bị lên đường. Bốn tên cùng đi với nhau. Các huynh sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi. Có một hành tinh nhìn rất là đẹp. Hành tinh này có một màu xanh da trời rất là tuyệt vời. Ở đó có rất là nhiều sinh vật. Bây giờ bốn chúng ta sẽ đến đó và tấn công hành tinh đó thôi. Đi nào. Chúng ta đã đến một hành tinh gọi là trái đất. Ở đây thật đẹp, ta ngửi thấy có mùi thịt người. Thiệt là đã quá đi. Bây giờ chúng ta hãy tẻ ra bốn hướng: đông, nam, tây, bắc. Mỗi người sẽ hủy hoại một hướng. Và sau khi cái hành tinh này tan vỡ, chúng ta sẽ quay về nhà. He 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 he. Đi thôi. Sau khi mà nghe những lời chỉ dẫn của tên đại ca, thì bốn tên trong đó cũng bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là cô gái Úc, con gái của Thanos, người con cuối cùng. Thấy cô ấy là một cô con gái, nhưng cô ấy là một tên quái vật rất là mạnh nhá, đừng khinh thường. Cô ấy hiện tại đang di chuyển về phía nam. Tại đây có một bờ biển rất là đẹp. Khi thấy con người, cô ấy đã thèm chảy nước miếng và bắt đầu sử dụng khả năng chiêu thức, một trong những đặc kỹ của Thanos, để tiêu diệt những con người này, bắt và làm thịt họ. Quá ghê gớm. Cô ấy đã hút toàn bộ vào trong người của cô ấy. Những người ở đây bỗng dưng bị biến mất trong tích tắc. Cô ấy tiếp tục đi dọc bờ biển và tấn công tất cả những người nào cô ấy thấy. Tự dưng đung một phát ở sau lưng cô ấy. Có một kẻ gì đó đã tấn công. Thế là cô quái vật nữ này đứng dậy, không xác định là ai cả, cố gắng sử dụng kỹ năng kia để hấp thụ. Người này có chiếc áo tròn màu đỏ, trên thân hình có hình chữ S. Những kỹ năng của cô ấy không thể hạ được cái tên này. Thì ra đây là một siêu anh hùng của trái đất mang tên là Superman. Hiện tại thì mình mod tất cả những siêu anh hùng ở một trạng thái rất là đẹp cho các bạn khỏi phải nhàm chán. Cô quái vật nữ này cũng ráng chống trả, nhưng mà dường như cô ấy không hề biết rằng trái đất rất là nhiều siêu anh hùng. Đâu rồi? Ôi dồi ôi. Và cuối cùng, cô quái vật nữ này
đã bị Superman của chúng ta tiêu diệt. Người con trai thứ hai là một kẻ rất là lập dị, nhìn khuôn mặt hắn giống như một tên ác quỷ hút máu vậy các bạn, rất là tởm. Hắn đã tiến thẳng vào trung tâm thành phố bởi vì hắn nghĩ ở nơi này rất là nhiều người. Hắn không như em gái của hắn, hắn không hề ham muốn thịt người, nhưng hắn rất là thích đập phá. Kỹ năng của hắn cũng là kỹ năng của Thanos, một kỹ năng hủy diệt bằng thiên thạch. Trời ơi, nguyên một viên to đùng luôn. Gồng như vậy là viên to nè. Wow, quá đã luôn. Và rồi, tên quái vật anh hai này cũng đã gặp một người dám đứng đối diện trước mặt hắn. Này, tên kia, sau khi nghe giọng một người lạ, hắn đã quay lại. Hắn đã bị cảnh cáo là phải dừng hành động ngay lập tức. Nhưng hắn đã cười lớn. Người là ai? Ngươi chỉ là một con người mà thôi, dám ngăn cản Chúa Trời như ta à? Ngươi hãy cùng những lũ người ngu ngốc này đi xuống địa ngục đi. Hắn vừa sử dụng khả năng của hắn thì đột một phát, nhân vật đứng trước mặt hắn đã biến mất. Hắn đã ngó qua, ngó lại, chẳng thấy nhân vật đó đâu. Đùng một phát, nhân vật đó lại xuất hiện, rồi lại biến mất, xuất ẩn xuất hiện. Hắn đã đuổi theo. Thì ra, các bạn cũng có thể biết, người có tốc độ nhanh như tia chớp kia chính là siêu anh hùng Flash. Hắn đã cố gắng đuổi theo Flash và giết anh cho bằng được, nhưng dường như Flash đã bỏ chạy. Flash muốn dụ hắn đi đến một nơi. Và cuối cùng Flash đã tấn công hắn. Hai bên đã giao chiến với nhau. Flash đã sử dụng những chiêu thức cực kỳ đẹp. Với tốc độ của anh khiến cho tên quái vật đại ca này vô cùng choáng váng. Sau cú đấm đó thì Flash đã tiến lại gần hắn. Dường như cơ thể cũng như năng lượng của hắn đã mất hoàn toàn. Tên quái vật đại ca này đã bị siêu anh hùng Flash cực kỳ đẹp trai như thế này đã hạ gục. Đây là tên đại ca. Hiện tại hắn đang đến một khu phía Bắc, nơi đây băng tuyết quanh năm. Tuy nhiên người dân vẫn có thể ở đây, mặc dù không đông lắm. Các bạn thấy cảnh ở đây có đẹp không? Những cây thông Noel, những mùa tuyết lạnh thật là tuyệt vời. Thì ở đây những người dân sống rất là yên bình. Một mùa lạnh băng giá, họ luôn ở trong nhà, ít có người ra đường, nên tên này rất là khó thấy. Hắn đã đi tìm mãi, tìm mãi, tìm mãi. Hắn đã phát hiện được một căn nhà duy nhất ở đây,
Hắn nó liền chạy tới. Hy vọng trong đây sẽ có người. Khả năng của tên quái vật này, các bạn có thể thấy, đó chính là hắn có thể di chuyển những vật thể từ không gian này sang không gian khác. Cụ thể đó chính là những chiếc xe, tất cả các loại xe, tất cả các loại phương tiện. Ghê chưa? Khi hắn đi tiếp cận gần ngôi nhà này thì đã bỗng dưng có một báo động đã hú lên. Hắn hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng ở trong nhà đã xuất hiện một con người máy. Nó đã tấn công liên tục vào tên quái vật này. Thì ra đây chính là căn cứ bí mật mới của người sắt Iron Man. Hắn đã đụng phải ổ kiến lửa rồi. Tên quái vật này bình tĩnh lại, sử dụng khả năng của mình để tấn công Iron Man của chúng ta. Như các bạn có thể thấy, kỹ năng của hắn đó chính là điều khiển những chiếc xe ô tô rơi từ không gian này sang không gian khác và tấn công vào đối thủ. Có cả đi bay nữa các bạn à, không chỉ riêng có ô tô đâu. Nhưng mà người sắt Tony đánh quá chuyên nghiệp khiến cho tên quái vật này không kịp trở tay. Thật là cùi bắp. Cuối cùng ta cũng đã chiến thắng. Sau đó hắn tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà. Sau khi mà Tony đã giả vờ té để hắn có thể đi vào căn nhà, Tony mới nói rằng: đúng là tên ngốc, ta đã đặt bẫy và bơm cực kỳ lợi hại toàn bộ căn nhà đó. Ngươi cứ vào đó đi. Sau đó, Iron, người sắt của chúng ta, đã nhấn nút và cho toàn bộ căn nhà kia nổ tan xác. Bùm! Thế là tên quái vật đại ca cũng đã lên đường. Người sắt dạo này thàm hiểm bà cố luôn. Đây là tên cuối cùng, đứa con trai thứ ba của Thanos. Tên này là một phù thủy. Hắn sở hữu rất là nhiều sức mạnh của Thanos. Hắn cũng được coi là kẻ thông minh nhất trong bốn đứa con. Mọi mưu mô, mọi quyết định của nhóm đều do hắn quyết định. Sau khi mà phân chia nhóm, khác với ba anh em còn lại, hắn lại tìm một cái hồ mát mẻ để có thể ngâm mình và cảm nhận không khí ở trái đất yên lành này. Hắn thật khác những kẻ bình thường. Chợt một cơn sóng lướt qua trong đầu của hắn. Hắn đã cảm nhận được ba anh em còn lại đã bị tiêu diệt. Lúc này hắn cảm thấy rất là tức giận. Hắn đã muốn trả thù cho ba người anh em. Tuy nhiên, với cách nghĩ thông minh, siêu ý tưởng của mình, hắn đã quyết định tấn công vào khu quân đội để sử dụng và điều khiển toàn khu quân đội chống lại những siêu anh hùng, lấy con người tấn công con người.
Đó là một cách rất hiệu quả, sẽ khiến cho bọn siêu anh hùng chùn bước khi mà đụng chạm vào con người. Hắn bắt đầu ra tay. Khi thấy có người lạ vào, tất cả khu quân đội đã báo động và liền ập tới để bắt tên phù thủy quái vật này. Hắn đã nhanh chóng chạy và trốn vào một góc. Hắn đã quan sát tất cả mọi thứ xung quanh để nắm bắt tình hình. Và rồi hắn đã triển khai khả năng của mình. Hắn đã phù phép toàn bộ khu quân đội này, khiến cho khu quân đội này phải nghe lời theo hắn. Và hắn đã thật sự trở thành chỉ huy. Hắn đã điều khiển tất cả những chiến sĩ quân đội tấn công tràn lan vào trong thành phố, làm cho thành phố vô cùng hỗn độn. Tiếp đến, hắn đã tạo thành một cơn mưa thiên thạch với sức mạnh vô cùng lớn, lớn rất là nhiều lần so với người con trai thứ hai. Từ trên bầu trời tại thành phố, hàng ngàn viên thiên thạch đã tấn công vào khắp mọi nơi. Những chiến sĩ thuộc quân đội bỗng dưng lại quay đầu và tấn công ngược vào trong thành phố. Lúc này thành phố đã thật sự trở nên một mớ hỗn độn. Các siêu anh hùng không tài nào có thể giúp được cho những người dân vô tội. Họ không biết tên quái vật cuối cùng đang ở đâu. Lúc này họ chỉ biết ngăn chặn và đập vỡ những viên thiên thạch để giảm một phần thiệt hại gây đến người dân mà thôi. Lúc này, từ bầu trời, một cơn sấm sét đã xuất hiện tại đỉnh núi. Một vị thần cũng đã tái xuất, đó chính là Thor. Khi ông cảm nhận được trái đất có chuyện vừa xuất hiện tại đỉnh núi này, thì đúng như dự đoán. Thiên thạch không biết từ nguồn năng lượng của kẻ độc ác nào mà đã xuất hiện. Ông đã truy đến nguồn năng lượng đó, thì ra nó nằm ở khu quân đội. Ông đã cố gắng bay tới trụ sở nơi điều khiển của khu quân đội. Khi ngó vào bên trong khu điều khiển thì ông thấy một tên quái vật nhìn rất gớm ghiếc đang điều khiển và tấn công toàn bộ khu dân cư. Lúc này, Thanos đã sử dụng khả năng của mình để tấn công tên quái vật này. Sau khi ăn một búa của Thor, tên quái vật này đã bị văng ra ngoài. Hắn nhanh chóng sử dụng sức mạnh của mình. Thor đã liền chạy tới và tấn công tên quái vật này. Hắn nhanh chóng di chuyển. Hắn không hề biết rằng Thor là một vị thần. Thank you.
hắn có một tuyệt kỹ, đó chính là tuyệt kỹ hóa đá. Sao một khả năng đặc biệt của Thor thì tên quái vật kia hoàn toàn bị hạ gục. Thế là trái đất hành tinh xanh rất là đẹp tạm thời được an toàn. Lúc này tại hành tinh của Thanos, sau khi cảm nhận được bốn đứa con của mình đã qua đời, hắn vô cùng tức giận, lập tức di chuyển đến trái đất. Rồi, có lẽ như là video mình tạm dừng tại đây. Ngày mai các bạn hãy đón phần 2 nhé.